Xin mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn này: Bấy giờ nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Quả vậy, các cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn ngoan thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn ngoan đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật cho các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Anh chị em thân mến, mấy ngày nay người dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và người dân trong nước nói chung đang quan tâm cách đặc biệt đến việc Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam tham dự hội nghị APEC và thăm chính thức nước Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước. Chuyến công du của Tổng thống Trump tại Việt Nam chỉ kéo dài khoảng 2 ngày, nhưng chi phí bỏ ra cho việc chuẩn bị đón tiếp và bảo vệ ông ta tốn hàng chục triệu đô la. Không chỉ là những chiếc máy bay, xe tăng, khí tài hạng nặng, dụng cụ hậu cần được chở tới Việt Nam để phục vụ Tổng thống, mà còn cả một đội ngũ bảo vệ tháp tùng hùng hậu để lo giữ gìn an ninh cho ông. Vâng, chỉ là một sự kiện chóng qua, và cũng chỉ để bảo vệ một con người mà sự hiện hữu của con người đó chóng tàn tựa mây khói. Thế mà người ta phải dành ra một thời gian lâu dài và tốn kém để đón tiếp, làm cho chúng ta, những người môn đệ của Chúa Kitô, phải suy nghĩ về ơn gọi của mình. Thật vậy, thưa anh chị em, như những trinh nữ được chọn mời đi đón chàng rể, chúng ta, những Kitô hữu được Chúa yêu thương chọn mời tham dự vào việc đón rước này qua việc Chúa trao ban hồng ân đức tin nhờ bí tích rửa tội. Quả vậy, bí tích rửa tội đã thanh luyện chúng ta, làm cho chúng ta trở nên tinh tuyển như những trinh nữ, để đứng vào hàng ngũ những người đi đón chàng rể vào dự tiệc cưới nước trời. Việc gọi mời này không phải vì tài sức riêng của chúng ta, thưa anh chị em, nhưng là vì Chúa yêu thương chúng ta. Bởi vậy, được chọn vào hàng ngũ những người đi đón rước chàng rể, chúng ta phải hân hoan, lòng chúng ta phải tràn ngập niềm vui vì hồng ân được trao ban. Tâm tình này phải được biểu tỏ như những cô trinh nữ khôn ngoan đi đón chàng rể mang đèn và mang luôn cả dầu. Anh chị em thân mến, điều kiện để lãnh nhận hồng ân đức tin, người lãnh nhận phải thể hiện ý chí tự do xin hồng ân.
Sự tự do này hoặc do chính mình công khai bày tỏ, hoặc do chính cha mẹ quyết định thay cho con cái khi các em chưa biết phân biệt tay trái và tay phải. Sự tự do là phương thế để kiến tạo ra dầu, làm cho ngọn đèn đức tin luôn bừng cháy. Sự khờ dại hay sự khôn ngoan của các trinh nữ lệ thuộc vào sự tự do này. Bởi việc mời gọi đứng vào hàng ngũ đi đón chàng rể là một hành vi yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Còn thái độ đi đón chàng rể như thế nào là tùy thuộc vào sự tự do của con người. Tuy được mời gọi đi đón chàng rể nước trời, người được chọn mời vẫn mang trọn thân phận yếu hèn, vẫn còn đó tham sân si của kiếp làm người. Nên người Kitô hữu vẫn phải đối diện với nhiều thách đố của cuộc đời trong một thế giới đầy cám dỗ về danh lợi thú. Trước những cám dỗ này, có nhiều người tín hữu đã quên mất ơn gọi của mình, đã để cho chiếc đèn cạn dầu bởi mải mê tìm danh vọng, lo làm giàu và tìm hưởng thụ ích kỷ trong dục vọng. Ngọn đèn đức tin không còn được thắp sáng bởi dầu tình yêu. Trong họ chỉ còn một thứ dầu không thể thắp sáng đức tin được, đó là một tình yêu ích kỷ, tình yêu quy hướng về chính mình. Họ chẳng còn nghĩ đến việc đi đón chàng rể và tiệc cưới nước trời. Họ tạm gác mối quan tâm đến tiệc cưới nước trời để đi tìm cho mình những niềm vui chóng qua ở thế trần này. Và rồi thưa anh chị em, có những lúc họ cảm thấy an tâm để tự nhủ lòng mình như người phú hộ trong dụ ngôn được Thánh Luca tường thuật. Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ của cải? Rồi ông ta tự bảo mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải của mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn tôi hỡi, mình bây giờ ê của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra đối với họ? Không những họ chẳng tìm được sự an ủi nào nơi của cải mà họ làm ra, trái lại họ còn bị loại trừ ra khỏi tiệc cưới nước trời. Thật vô phúc cho họ như những cô trinh nữ khờ dại. Anh chị em thân mến, chúng ta những người lữ hành trên dương thế, đích điểm của chúng ta chính là được ngồi dự tiệc cưới nước trời. Để đạt được điều đó, chúng ta phải hành động như năm cô trinh nữ khôn ngoan, mang đèn, mang luôn cả dầu. Hành động khôn ngoan không gì hơn là đưa ra một quyết định đúng đắn trước những điều phải chọn lựa. Đặc biệt, trong một thế giới hôm nay, một thế giới đề cao những thực tại trần thế, một thế giới đang khuyến khích người đương thời, nhất là các bạn trẻ, đắm mình vào trong chủ nghĩa hưởng thụ và chủ trương loại trừ Thiên Chúa, chống lại các giáo huấn của giáo hội, thì sự khôn ngoan như năm cô trinh nữ trong đoàn tin mừng là điều hết sức cần thiết để chúng ta có thể cùng với chàng rể bước vào tiệc cưới nước trời. Sự khôn ngoan đó chính là chọn lựa điều mà Chúa Giêsu đã nhắc nhở: ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo thầy. Vâng, thưa anh chị em,
Chỉ có dầu được kín múc từ Chúa Kitô mới có thể đủ chất liệu đốt cháy ngọn đèn đức tin của chúng ta. Đó là dầu của tình yêu Agape, một tình yêu từ bỏ chính mình để sống theo gương Chúa Kitô. Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Và sự phục vụ đó đạt tới tuyệt đỉnh khi hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Sự chọn lựa này nhiều lúc phải trả giá cả mạng sống. Bà Baronella Stossman sống tại Richmond, Washington. Bà bán hoa và có một lần bà từ chối làm hoa cưới cho một cặp đồng tính. Vì bà xác tín niềm tin Kitô giáo, hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Cho dẫu biết rằng việc từ chối đó là một việc hết sức khó khăn, nhưng đó là cách thế duy nhất để nói lên niềm tin của mình. Bà bị kiện ra tòa án. Tuy nhiên bà vẫn xác tín hành động của mình. Bà không hối hận vì đã tuyên xưng niềm tin, cho dẫu việc tuyên xưng đó mang lại cho bà bao nhiêu thiệt thòi. Những thiệt thòi vật chất như dầu đốt cháy ngọn đèn đức tin của bà. Anh chị em, ước mong sao ngọn đèn đức tin của từng người chúng ta luôn cháy sáng, để không ai trong chúng ta bị loại trừ khỏi bàn tiệc nước trời vì đèn đức tin của chúng ta cạn khô dầu. Amen. Giêsu vì nước trời giống như chuyện mười cô trinh nữ giang anh thư, tay cầm đèn đi đón mừng chú rể. Trong số đó có kẻ dài người khôn, năm cô dài mang đèn không mang dầu. Năm cô khôn đèn dầu sẵn đầy tay, vì chú rể lạ thay nay đến trầm, nên mười cô đều say ngủ như nhau. Ra rai, ra rai, ra rai, ra rai. Đến đêm có tiếng người hô lên, kia chú rể kia rồi ra đón đi, mau mang đèn cháy sáng đi rước chàng, hãy ca mừng hoa điệu nhạc lưng vang. Ra 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 ra, mười trinh nữ bây giờ đều thức dậy, sửa soạn đèn để thắp sáng lên ngày, và nhịp nhàng cùng đi đón chàng về, mong gặp chàng trong lễ hội hoa đăng. Ra rai, ra rai, ra rai, ra rai. Nắm cô dài không
dù nên đêm tất nay hùa mật ăn mày các cô khôn, xin các chị chia dầu cho một chú đèn chúng em nay tắt lịm hết vui. Năm cô khôn đáp lại cách ôn tồn, e không đủ cho đèn của chúng em, sợ chẳng còn để chia cho các chị. Các chị đi mua sắm lấy thì hơn. Năm cô dài mù mịt hướng tương lai, tìm xe lại nghẹn ngào những u hoài. Đêm mỗi lúc mỗi càng thêm tâm tôi, làm thế nào kịp giờ vào tiệc vui. Ngay lúc đó có tiếng người hô to, kìa chú rể đây rồi trinh nữ ơi. Ô thiên thần sang lang cùng kính chầu, rất huy hoàng rạng ngời ánh vinh quang. Người khôn sang mau theo chàng đi tới. Ô chú rể tuyệt vời trinh nữ ơi, đây cung điện quan viên đang đón mời, vui bên chàng dự tiệc cưới hân hoan. Năm cô dài sau cùng cũng đến gọi, kính xin ngài mở cửa cho chúng tôi. Những người đáp ta bảo thật các cô, ta không biết các cô là ai. Vậy anh em hãy tỉnh thức sẵn sàng, vì anh em không biết ngày giờ nào. Hãy chung kiên sống niềm tin cây mến, Chúa sẽ thương tiệc vui nước thiên đàng. Hãy chung kiên sống niềm tin cây mến, Chúa sẽ thương tiệc vui nước thiên đàng.